Hai cái bà. Đã thiên là giật tôi vậy chú. À, trời. Bà giật mẹ tôi vậy chú. Vô khác. Hai các bạn, bữa nay ba mẹ con, các bạn kêu nhớ hai con mắm này, thì bữa nay ba mẹ con làm cái video nhưng mà ăn đồ ăn của hai đứa nha các bạn, không phải đồ ăn của mẹ Huyền á. Hai các bạn. Đăng 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 đăng. Okay, wait, wait, wait. Từ, để mẹ cho cô chú coi đã. Okay. Đây. Thì có 4 loại, Mui nhớ là Mui mua 5-6 loại mà Mui để đâu không thấy. Đây các bạn. Cái này là cây Christmas nè. Cái này là snowman. À, cái này là cây Christmas tree với lại ông già Noel nè. Còn cái này là cái gì thêm nhỉ? Cái này là đôi dép nữa ha. Socks. Socks. Là đôi vớ các bạn. Bên này bên đường á, người ta mua cái đôi vớ này nè, người ta treo lên mấy cái chỗ bên cái gì? I know why we got this Christmas one. Cuz it's gonna turn Christmas. Nó kêu nó biết tại sao mình ăn cái này, tại vì sắp lễ Noel rồi. Vô khác chưa nó? Lấy giấy lụa lau khác. Đây, cái này là cái sóc này nè, bình thường là làm rất là bự, người ta làm rất là bự các bạn, người ta treo xong rồi thì mấy đứa nít đó họ nghĩ là ông già Noel khi mà đi đi qua đó. Tell me. Paper ở đâu vậy? In the farm. Đó các bạn. In the farm. Ok. Thì cái này nè, khi mà ông già Noel qua đó thì ông già Noel để quà trong cái đôi vớ này nè. Để quà này nè. Thì mới đứng ở đây họ nghĩ là gì. Để các bạn, để mua cho các bạn coi nhé. Đây. Cái này là không phải là kẹo các bạn. Cái này là marshmallow đó, họ kêu marshmallow đó. Thì ăn nó mềm mềm. Ok, đây. Bây giờ hai đứa muốn cái nào, mỗi đứa một cái. This one. Chị nào muốn cái nào? This one. Okay. Mami ăn hai cái luôn. No, you're not supposed to eat two. How about we share together? Con ăn hết không đã? Okay. Con ăn hết thì mami cho ăn. Đây, mở cho xem nè. Ồ, các bạn, cái này là chờ xíu nè, nó mềm mềm nè, cái này là marshmallow đó, mình không biết kêu là cái gì marshmallow bằng tiếng Việt nè. Đây. Thế mẹ biết mở không, cần giúp không? Đây mẹ giúp cho, giúp cha mẹ cho. Easy. Đây các bạn, cha mẹ đây. Cái này cũng marshmallow luôn các bạn, tất cả là marshmallow chưa kẹo. Từng này là ăn video này một tiếng sau chưa hết. Ở đây mà ngồi xuống. Ok, thế nào ngồi xuống. Ok, mami ăn cái gì trước nè, mami sẽ ăn cái Christmas trước nha. Christmas tree. Ăn là phải cắn không có liếm. Get it, bite it, cause it's not ice cream, right? Okay. Để mở cho hai con mắm được mà mở cho mui không được các bạn ơi. Cái này là mua tiệm đồng đó các bạn. Mình mở không được, mình mở lên trên này tiếp luôn. Đây các bạn ơi. Mommy only chili two bite. Ok, chia cái đi. Chia. Ta uống được người ta chia, còn cái này ăn bánh chia. Đây, cắn miếng bự đi. You can tell it better, man. You can touch it up. It's a snowman. Cái đó là không phải snowman, Santa Claus. That's Santa Claus. Xin là ngồi xuống ăn mà. Ăn hết nha, hay để ăn hết nè. Uh-huh. Ăn chút chút. Trời ơi, Mui thật sự thấy đẹp quá, ăn thấy uổng các bạn. I cannot really. Mẹ không cho chắc lắm. Hello. Hi.
thật sự ăn ngán các bạn. Ăn hết rồi. Nó ngọt lắm. Thật sự cái marshmallow đó nó không có ngọt đâu, nhưng mà họ check miếng đường ở ngoài nè, cái miếng đường ở ngoài. Chứ marshmallow thì ăn nó dai dai. Bình thường á, ở đây thì khi mà đi cắm trại đó là hay mua marshmallow nướng nè, nướng ăn. Trời ơi, thế mày ăn hết ông già Noel rồi. Đây là ăn món của Snowman. Ngon không? Trời ơi, trời mình ăn ăn ông già Noel tội nghiệp rồi. Không ra cái cây nữa các bạn ơi. Chị Duy mà ở đây được rồi. Chị Duy ăn cái này được. I eat salmon. I eat that you milk that normal body. I have to eat. A Merry Christmas. Wait, now you are eating this. Oh no! This pole. Mấy cái này nè, đẹp thôi các bạn. Đẹp thì rất là đẹp. Nhưng mà ăn thì tính ra cái này không ăn không có nhiều đâu. Nhưng mà nó dễ thương, có nhiều đồ nó mình mua là trại nó dễ thương. Oh wow, salmon. You can see salmon. Cái miệng ngon không? Big big bites. Cho mẹ cắn miếng hả? Của cho mẹ đỡ đường hơn. Nó ăn hết nổi rồi. Ok, con đi vô phòng lấy giấy đi. No, I can. Why? But can I get giấy? You cannot get giấy, why? To sit in the bathroom. Cause Tommy's gonna maybe eat it. Yeah. No. We will not eat it, we will just eat ours. Cause you're not too young, yeah. Các bạn ơi, chút nữa mình đi xuống đây cho các bạn coi tiếc luôn nhé. Happy eat Tammy. Ôi trời. Nó phải ngồi đây mẹ cho cắn con. Thôi mẹ cho em cắn miếng rồi. I want to eat that. Nhưng mà con đâu có ăn đâu. Giờ ăn cái này không ạ? Thầy muốn ăn thì cho ăn. Ah! It's a duckling. My
Nó bị lấy không được. I don't like this, mommy. Okay. I don't like it. Okay, bây giờ con ăn thử miếng của Thiên đi. Ăn thử ngon không? Nè, ăn thử miếng mà hồi không thích thôi. Okay, ăn đi. Quay qua đây cho cô chú thấy nè, bên này nè, nó cầm vậy nè. Cô chú thấy nè, đẹp, đẹp nè. Đó, cô chú thấy rồi đó. No. Chưa nè, chưa dạ cô dạ chú phải không? Hết nổi rồi mà. À, cô à chú. Vâng. I want to eat chana. Hi. Bước xuất. Yeah, I want to eat chana. Chưa nè, cho tôi tham mình cắn miếng kìa. Can I have... Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh no. Oh no. Let me end my sandwich. Thôi mình đi lấy giấy cho em nữa, thôi mình em bị chảy mũi rồi. Con đi vô phòng lấy giấy. Đây đâu rồi? Nó có một hộp ở đây mình chắc có đốt đâu. Nè à, bây giờ đi kiếm nước uống các bạn, ăn ngán quá. Thật. Đòi làm snowman rồi các bạn. Ok, Tiana, after school, ok? Cảm ơn hai đứa đi trước, đi nhanh lên, đi vô xe nè. I hear the crunch a little bit. Các bạn xem Mary là chồng của Mary cạo tuyết rồi đó. Tuyết đang rơi luôn. Come on. Nè. Okay. Sáng sớm là chồng của Mary cạo tuyết cho Mary xong rồi đó, mà bây giờ là nó lại đầy tiếp.
nhìn thấy đường ấy luôn các bạn. Mình vô cái đi. Mình vô cái đi. Mình vô cái đi thằng. No, I'm eating. Eating nó kêu nó đang ăn. Nhớ hung mở mì cái được không? Peace. Thank you. Trời ơi, cảm giác nó cái xuân bị kích luôn. Hai ba các bạn.